Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh quay thử xổ số miền Nam thứ hai ngày 8 tháng 4 năm 2024. Thứ hai ngày hôm nay gồm có 3 đài thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, giải 8 thành phố Hồ Chí Minh 08, Đồng Tháp 58, Cà Mau 03, còn có các giải 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, giải đặc biệt. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc, đại phú, đại quý, vạn sự như ý.